Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, có một khách ở ngay cần công ty Zika Audio đang xem trải nghiệm đôi la siêu chép GPL đấy ạ. Vâng, công nghệ online mà anh. Hôm nay về được mấy đôi? Vâng, anh đang chọn lựa cho mình một đôi đấy ạ. Vâng, đang kết hợp với đôi la cây Kenwood ạ. Giờ thả công nghệ bây giờ phải quay online suốt anh ạ. Nghe hay không anh? Vâng. Đấy. Vâng, các anh đánh giá rất tốt. Cái hình dáng rất là đẹp, hàng mới 30 chuẩn luôn, rất là đẹp. Bên em đọc lựa những đôi rất là cẩn thận, nó phải đẹp không tì vết thì bên em bắt đầu mới nhập. Còn những hàng nào mà vỡ hay là sứt sẹo là bên em loại hết ngay ạ. Hàng đảm bảo zin cho các bác. Made in Mexico các bác. Đảm bảo hàng bao zin cho các bác nhé, các bác yên tâm. Đôi này nghe rất là hay và kết hợp những đôi loa siêu lớn luôn ạ, 340, 50 đều chơi được. Đây là công gây chép rất là lớn, công suất 400W. Vâng, chúng ta đang trải nghiệm đôi loa cây Kenwood đấy ạ. Vâng, cái siêu chép JBL khi kết hợp vào nghe nó rất là tươi, tiếng nhạc rất sáng, bài hát karaoke cực kỳ là sáng tiếng, nói chung là bài hát tươi sáng hơn rất nhiều. Hộp này nhìn nó sạch nhìn nó gọn ghẽ. Bác nào thích bụi bụi thì lấy cái hở kia thì nhìn nó bụi bụi. Vâng, những đô la BMB 2000C 3 Trung Quốc. Các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp nhé. Đó là chúng ta đang nghe đó là siêu chép đấy ạ, siêu chép. Vâng, anh đã quyết định lấy cho mình đôi loa siêu chép JBL đấy ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn bác khách nhá. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Huy. Anh Huy à, vâng, cảm ơn anh Huy nhá. Siêu chép JBL đấy ạ. Vâng, anh đã lấy cho mình
gì hóa đơn. Anh chuyển cho em vào VPBank nhé. Cái này là em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh trong vòng 3 tháng. Lỗi anh Lan thì em đổi cho anh còn mới luôn. Không phải bảo hành. Chế độ bảo hành bên em rất tốt các bác nhé. Hàng mãi nhưng bên em vẫn có chế độ bảo hành rất là đảm bảo. Một lần cảm ơn anh Huy, ngay gần công ty Di Cao Audio. Vâng, đây là đôi sườn chép JBL của anh đấy ạ. Vâng, vừa test và anh đã sở hữu cho mình.